Sáng ngày 10 tháng 11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phá thành công chuyên án tổ chức mang thai hộ lớn nhất khu vực miền Trung, Tây Nguyên và vụ mua bán mô, nội tạng cơ thể người có phạm vi toàn quốc. Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Thùy Trinh, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Bình Thuận, và Nguyễn Việt Thành về tội mang thai hộ vì mục đích thương mại. Khởi tố 4 bị can gồm Nguyễn Anh Tuấn, Trần Việt Thành, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Bắc Cạn, Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1986, trú tại Quảng Bình, và Nguyễn Văn Ninh, sinh năm 1998, trú tại Sóc Trăng, về tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người. Thông tin ban đầu, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện trên mạng xuất hiện một nhóm đăng hàng loạt bài viết liên quan đến hoạt động mang thai hộ, mua bán nội tạng. Các đối tượng không để lại thông tin liên lạc, chỉ liên hệ bằng hình thức nhắn tin riêng. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã lần theo từng đầu mối, thu thập tài liệu, chứng cứ, truy bắt các đối tượng có liên quan. Qua đó, công an xác định nhóm đối tượng gồm Trương Thị Thùy Trinh, Trần Tuấn Anh, sinh năm 1992, trú tại tỉnh Hà Nam, và Trần Việt Thành cùng thuê một căn hộ chung cư ở phường An Đông, thành phố Huế để sinh sống. Các đối tượng này thường xuyên đăng quảng cáo tại các hội nhóm trên không gian mạng để tiếp cận người có nhu cầu, liên hệ và đặt vấn đề với các gia đình hiếm muộn. Mỗi ca mang thai hộ có giá khoảng 450 đến 600 triệu đồng, hiến trứng khoảng 25 triệu đồng, ghép thận với giá khoảng 900 triệu đồng đến 1,45 tỷ đồng. Công an xác định Trương Thị Thùy Trinh là đối tượng cầm đầu hoạt động mang thai hộ. Trinh cùng với Thành đã tổ chức mang thai hộ cho nhiều cá nhân trên toàn quốc. Riêng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày 29 tháng 5 năm 2023, Trinh đã tổ chức cho một trường hợp mang thai hộ thành công với hợp đồng thỏa thuận là 200 triệu đồng. Tại thời điểm phá án, công an còn phát hiện Trinh thuê một căn phòng chung cư ở thành phố Huế để nuôi hai đối tượng đang mang thai. Còn Trần Tuấn Anh và Trần Việt Thành là đối tượng tổ chức hoạt động, tổ chức mua bán thận tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ năm 2018, đối tượng Tuấn Anh đến các bệnh viện tại Huế để tìm kiếm bệnh nhân có nhu cầu, để lại số điện thoại và rao giá một quả thận từ 800 triệu đến 1,3 tỷ đồng. Tuấn Anh tìm người bán thận qua trung gian là Việt Thành. Mỗi trường hợp bán thận thành công, Tuấn Anh chi trả cho Việt Thành từ 100 đến 110 triệu đồng. Từ năm 2018 đến nay, Trần Tuấn Anh đã tổ chức 8 ca ghép thận tại một bệnh viện ở Huế, trong đó có 4 ca thành công. Ngoài ra, trong chuyên án này, lực lượng công an còn phát hiện thêm nhóm môi giới mua bán thận là Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1986, trú tại Quảng Bình và Nguyễn Văn Ninh, sinh năm 1998, trú tại Sóc Trăng. Từ tháng 7 năm 2020, Hà và Ninh sống với nhau như vợ chồng ở tại đường Bà Triệu, thành phố Huế. Cả hai đến một bệnh viện tại Huế tìm người có nhu cầu ghép thận để môi giới mua bán. Mỗi ca ghép thận có giá từ 900 triệu đến 1,3 tỷ đồng. Trong đó, người hiến được nhận 450 triệu, các đối tượng này thu lợi khoảng 100 triệu đồng cho mỗi ca môi giới ghép thận thành công. Từ năm 2020 đến nay, Hà đã môi giới cho khoảng 18 trường hợp, trong đó có 3 ca phẫu thuật ghép thận thành công. Đối tượng Ninh đã môi giới thành công 5 ca ghép thận và hỗ trợ Hà môi giới thành công 1 trường hợp.